Kính thưa quý vị, Anh Quốc chống trốn thuế. Tin từ London, Anh Quốc đang bắt đầu chương trình chống rửa tiền và trốn thuế theo như chương trình tranh luận của hội nghị thượng đỉnh G8 trong tháng 6 vừa qua. Quyết định buộc các công ty phải công khai tài liệu cho công chúng giám sát đã được đưa ra sau khi tham khảo với các nhóm kinh doanh và áp lực. Chính phủ hy vọng sẽ áp lực mạnh hơn đối với các công ty hay cá nhân có khuynh hướng giấu giếm lợi tức. Thủ tướng David Cameron nói rằng, từ lâu một số nhỏ đã giấu giếm trong hệ thống công ty phức tạp. Tốt nhất là các công ty phải cho biết rõ hơn ai là chủ công ty, tốt hơn cho các nước đang phát triển có thể theo dõi tài liệu, mà không cần phải liên tục gửi yêu cầu điều tra. Một hệ thống mở rộng công khai sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Thủ tướng Cameron cũng kêu gọi các nước đi theo bước chân của Anh Quốc. Hội nghị thượng đỉnh G8 trong tháng 6 đã không thể đưa ra một sự đồng ý cụ thể, chỉ hứa hẹn rằng họ sẽ đưa ra kế hoạch cung cấp nhiều tài liệu hơn về sự sở hữu công ty. Câu hỏi hiện giờ là chính phủ đóng thuế các công ty quốc tế như thế nào và bao nhiêu, trong lúc Anh Quốc phải cắt giảm chi tiêu cho người dân để có tiền trả nợ, trong lúc thì các công ty như Starbucks, Amazon trả thuế rất ít hay không trả thuế, làm cho dân chúng Anh Quốc tức giận.